Rồi, xin chào tất cả các em. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục vào chữa cái bài toán tiếp theo, đó chính là bài toán sắp xếp quân hậu 2. Thì đây là một cái bài toán biến tướng của bài toán sắp xếp quân hậu 1, và do đó thì nó sẽ không có gì khó khăn cả. Nhưng mà các em làm xong, các bạn làm xong cái bài sắp xếp quân hậu 1 rồi. Thế thì bài toán này thì rất là đơn giản thôi, là nó chính là bài toán sắp xếp quân hậu 1. Đấy, chúng ta làm sao để tìm được là khi mà có 8 8 cái con hậu nằm trên trên bàn cờ này nó không ăn được nhau, và nó có được một cái tổng điểm đúng, tại 8 vị trí đấy thì ta được tổng điểm là lớn nhất và chính là 260. Thế thì vậy là trên bàn cờ khi mà đặt 8 quân hậu thì có thể là ở các cái vị trí khác nhau, bởi vì có tất cả có rất thể là có rất nhiều những cái cấu hình có thể thỏa mãn như thế, và điều quan trọng là chúng ta sẽ phải tìm được cấu hình là lớn nhất. Như vậy thì về cơ bản thì nó chính là bài toán sắp xếp quân hậu 1, và mỗi khi mà chúng ta tìm được cái cấu hình mới nhất đấy rồi thì chúng ta sẽ update lại cái sum xem là, và chúng ta sẽ đưa ra một tìm một cái hàm max đúng không? Và nếu như mà sum hiện tại mà lớn hơn đấy, khi đạt được đấy là bằng 8 đúng không? Tìm đến hàm thứ 8 và cột hàm thứ 8 rồi thì chúng ta sẽ cập nhật cái sum, và cứ cái sum nào lớn nhất thì chúng ta sẽ ghi nhận cái sum đấy đúng không? Rồi. Thế thì về bài toán này thì như chúng ta cũng đã vừa mới nói đó, rằng là các bạn phải thật sự hiểu về mặt bản chất của bài toán sắp xếp quân hậu 1 là như thế này đúng không? Vậy thì nếu như mà các bạn chưa chưa làm á, thì chúng ta sẽ thì tôi sẽ show lại một chút về cái bài toán sắp xếp quân hậu 1 đấy, về mặt cách chạy này được chưa, và cũng như là cái giải thích này đấy. Về mặt bản chất thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ được ghi nhận, một bài toán sẽ được ghi nhận khi mà tại cột đấy, cột không gặp được nhau, các cột của các quân hậu đấy không gặp được nhau, hàng cũng không gặp nhau đấy, đường chéo chính là xuôi cũng không gặp nhau, và ngược cũng không gặp nhau đúng không? Và với bài toán để xác định được công thức giữa xuôi và ngược thì các em chú ý rằng là công thức xuôi đó là y trừ j cộng n đấy, và các bạn chú ý thì cần xét trên đường chéo chính thôi, thì rõ ràng là nếu như hai cái mà ở trên cùng đường chéo với nhau thì có phải là y trừ j bằng bằng không đúng không, và y trừ j cộng n đây tức là nó nằm trên cái đường chéo thứ 8, chuẩn chưa đấy, hoàn toàn chính xác, và n bằng 8 mà lại đúng không, thì có phải là xác định xem nó nằm trên đường chéo không chính, nằm trên đường chéo xuôi thì thứ mấy thì sẽ công thức là y trừ j cộng n, còn ngược thì sẽ là y cộng j trừ 1. Ví dụ như là trong trường hợp này, ví dụ như trong trường hợp này thì số là hàng 8 và cột mấy, hàng 8 cột à 1 cột 8 thì có phải là nó nằm trên đường chéo ngược thứ 8 thì có phải là y cộng j trừ 1 không, và tương tự như thế chúng ta cũng sẽ xác định được với các cái vị trí này thì hoàn toàn là sẽ theo công thức là y cộng j trừ 1 được chưa. Và nó như vậy là một bài toán này, rồi sẽ bài toán về bài toán về sắp xếp quân hậu nó sẽ luôn luôn sắp xếp được khi mà chúng ta thấy rằng là gì, à chúng ta thấy rằng là hàng khác nhau, cột khác nhau. Đấy, khi chúng ta tìm đến cái vị trí J nhá, đấy, ở cái hàng y cột J thì nó sẽ phải hàng khác nhau ở tất cả các trường hợp cột, xuôi và ngược đấy, so với tất cả các cái quân hậu đã được đặt ở phía trước đúng không. Rồi, và chúng ta phải đánh dấu làm sao mà trong tất cả các quân hậu mà ở trên bàn cờ thì phải có những hàng khác nhau, cột luôn khác nhau, đường chéo chính luôn khác nhau, và đường chéo phụ cũng cũng như thế đúng không. Vậy thì với mỗi một bộ test thì chúng ta sẽ thực hiện việc nhập mảng đúng không, là chúng ta sẽ quay lại với bài toán quân hậu 2. Đấy, bài toán quân hậu 2 thì chúng ta thấy rằng là đây đúng không, đầu tiên đó chính là nhập mảng và thực hiện việc chai một không. Chai một không tức là gì, bắt đầu việc đặt quân hậu từ hàng đầu tiên đúng không, đặt quân hậu từ hàng đầu tiên và bắt đầu với tổng bằng không, và chúng ta sẽ update dần, chúng ta sẽ cập nhật dần cái giá trị đấy đúng không nào. Thế thì ở đây thì là bây giờ chúng ta lại quay trở về cái bài toán sắp xếp quân hậu như chúng ta vừa mới nói rồi, và rất cơ bản đó là gì, chúng ta sẽ tạo bốn mảng đúng không, hàng cột xuôi ngược, mảng A 10 10 để lưu trữ thông tin về về cái ma trận của bàn cờ đúng không, và ma trận chi phí ấy đúng không, đấy, sum là để cái mà chúng ta sẽ có thể cập nhật đúng không, để lưu nó vào kết quả và cái biến sum đúng không đấy, và rest rest chính là lưu lưu đi cái kết quả nhé các bạn nhé đấy, và sum chính là cái tổng tạo được chưa. Thế thì chúng ta chuyển vào đây là cho nó chuyển vào là hàng đấy, chúng ta tìm kiếm cái quân hậu đặt nó ở hàng thứ mấy và tổng hiện tại của nó sẽ là bao nhiêu đúng không. Vậy thì vị trí cột trong mỗi một hàng thì vị trí cột luôn luôn đạt được từ 1 cho đến 8
Như vậy là cột sẽ phải vòng for di chạy từ 1 cho đến đến 8. Vậy thì nếu như mà tại cái vị trí AEG đấy, đúng không? Mà hàng di chưa được thông qua, cột di chưa được thông qua đường chéo chính thì công thức là y trừ di cộng n, n đây là 8 đúng không? Vậy là y trừ di cộng 8. Đấy, và ngược y cộng di trừ 1 cũng đều chưa được thông qua. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta đã đặt được cái quân hậu này một cách an toàn. Vậy khi đặt được quân hậu này một cách an toàn thì chúng ta sẽ tổng điểm đúng không? Như vậy là sum cộng bằng 1. Đấy, ví dụ như trong trường hợp này là sum cộng bằng 1. Đấy, thì tổng tổng điểm thì là tổng thêm AEG. Đấy, và chúng ta đánh dấu là tại hàng này, cột này, đường chéo chính và đường chéo ngược đã được xét. Đấy, đã được xét bởi vì quân này đã được đặt. Đấy, được chưa? Như vậy là nó sẽ được công nhận khi nào? Công nhận khi mà y bằng 8, tức là tại 8 ô, tại 8 hàng. Đúng không? Chúng ta đều đạt được quân hậu trên 8 hàng. Đấy. Mỗi hàng một quân hậu thì lúc đó chúng ta sẽ tìm 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 red red ở đây chính bằng mắc của red là sum. Đúng không? Đấy. Và cái ly kết quả hiện tại chính là cái mà chúng ta sẽ in ra ở cái tầm cuối cùng này. Ở cái tầm 31, đúng không? Vậy thì và tiếp tục đó là gì? Nếu như nó chưa bằng 8 thì nó tiếp tục với cái lần làm tiếp theo thôi, chúng ta sẽ đặt cái quân hậu ở hàng tiếp theo, ở hàng y cộng 1, đúng không? Và với tổng hiện tại mà chúng ta đang xét đó là sum. À, đúng không nhỉ? Rồi, vậy thì khi mà chúng ta không tìm được nữa thì chúng ta sẽ phải quay lui lại cái bước trước, đúng không? Thì bằng cách đó là chúng ta trừ đi AEG và chúng ta cập nhật lại hết cả các giá trị hàng di, cột di, xuôi y trừ di cộng 8 và ngược y cộng di trừ 1 bằng 0. Đấy, để chúng ta trừ cái ô y di mà chúng ta đã xét và chúng ta xét đấy, đúng không? Đấy, vậy thì thực ra thì bài toán này cũng là một cái bài toán hết sức là gì? Hết sức là bình thường. Ô nhỉ? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi đi test thử xem là liệu nó có ra kết quả đúng bằng 260 thôi. Đúng không? Đấy, hoàn toàn kết quả đáp án chắc chắn rồi, ra là 260 và hoàn toàn đúng với lại cái output của chương trình nhá. Như vậy thì về cơ bản thì bài toán này thì cũng rất là dễ. Vậy cái khó nhất, cái nó cũng không có gì gọi là khó cả, chỉ là một cái là chúng ta thay vì là n thì bây giờ nó là số 8 và tính tổng thì chúng ta chuyển thêm một cái biến tổng vào trong hàm trai thôi, để nó cũng là cộng dồn, nó thể hiện cái việc cộng dồn đấy. Rồi, video này sẽ dừng tại đây và hẹn gặp lại tất cả các em vào video tiếp theo. Xin chào tất cả các em.